Đây là video dành cho mẹ nào đang có con nhỏ bị ho sổ mũi. Nước mũi chảy ròng ròng, màu xanh, màu vàng, đặc quẹo, đã dùng rất là nhiều thuốc rồi, khỏi rồi lại tái lại. Đó, đặc biệt là mẹ nào đang có con nhỏ gửi đi nhà trẻ. Đó, gửi đi nhà trẻ là môi trường để cho mầm bệnh phát triển rất là sinh sôi, và việc mà con của mình bị ốm vặt á là điều không thể tránh khỏi. Khỏi rồi lại bị tiếp. Đó, em Hạnh đã từng bị như vậy rồi. Và anh chị em nào chúng ta có con nhỏ đang gặp vấn đề như thế thì hãy nghe hết video này của em Hạnh nhé. Em Hạnh có một khách hàng có con nhỏ 18 tháng tuổi, cho con đi nhà trẻ và con bị ho sổ mũi rất là dai dẳng lâu ngày luôn, sốt hết cả ruột cả nhà. Đó, và chị đã thấy em Hạnh có một giải pháp để có thể giúp con hết bị viêm mũi dị ứng hay là bị sổ mũi ho, thì chị hỏi là có triệt để hay không, tại vì chị đã dùng rất là nhiều thuốc cho con rồi nhưng mà không khỏi. Đó, cứ khỏi một xíu là ngày mai lại bị sụt xịt lại. Đó, thì bây giờ mọi người sẽ dùng cho em Hạnh cái tinh dầu An Nhi này, đơn giản cực kỳ luôn cả nhà. Chị khách của em Hạnh thì chỉ có làm đơn giản thế này thôi, mà con của chị á thì đang từ nước mũi xanh mà sang trong và hết luôn đó cả nhà, trong vòng chưa đầy một tuần. Đó là chị dùng một giọt tinh dầu này thoa lên cánh mũi, thứ hai thoa vào cổ cho bé, thứ ba thoa đằng sau lưng, và thứ tư là thoa lòng bàn tay, bàn chân. Đó, và cuối cùng là nếu mà con nhỏ mình có thể là ngậm nuốt được, nuốt nước được, cả nhà uống được, thì mình nhỏ một giọt vào nước nóng ấm cho bé ngậm nuốt từ từ, từng ít một, từ từ bé sẽ quen, và chỉ vài ngày thôi là bé khỏi nha cả nhà. Đó là cách rất là đơn giản, an toàn tại nhà. Bởi vì sao nó an toàn và đơn giản, nó lành tính mà trẻ nhỏ 6 tháng tuổi dùng được? Bởi vì nó là chứa thành phần bạc hà, tía tô, thiên niên kiện, gừng, đinh hương, trầu không. Đây là những thảo dược dân gian mà ông bà cha mẹ chúng ta thường hay làm cho chúng ta hồi nhỏ, đúng không ạ? Đó, và nó được chiết xuất dưới dạng tinh dầu nên rất là đậm đặc, an toàn, lành tính. 6 tháng tuổi dùng được, bà bầu, người già đều dùng được. Đặc biệt là mẹ bầu nào đang giai đoạn thai kỳ mà hay bị ốm vặt, ho sổ mũi, hắt hơi, nghẹt mũi thì hãy dùng ngay tinh dầu An Nhi nhé. Mình không cần phải nuốt ngay nhưng mình có thể là thoa này, thoa mũi này, mình có thể ngửi hít này, và mình có thể là thoa cổ, thoa lưng ngực hay là lòng bàn tay, bàn chân, nó cũng sẽ giúp cho mình đề phòng, vừa phòng ngừa và điều trị luôn nha cả nhà. Và đặc biệt đó, nếu mà mình bị nước mũi chảy ròng ròng, mình chỉ cần xì hết mũi đi, nhỏ một giọt tinh dầu vào bông thôi, mình để đó, mình hít trong vòng 15 phút, 20 phút, 30 phút hay là 1 tiếng cũng được. Mình sẽ cảm thấy là nó sẽ thấm sâu vào bên trong tất cả các hốc xoang luôn, vừa thông thoáng mũi, họng, cổ luôn cả nhà. Và chúng ta ngày hôm sau đã dứt luôn cái cơn ho sổ mũi, nghẹt mũi, nó viêm mũi dị ứng liền. Đó, bản thân em Hạnh đã dùng rồi và chỉ trong một đêm thôi cả nhà, chỉ trong một ngày thôi thì em Hạnh khỏi ngay cái tình trạng đó. Nên ai có vấn đề về ho sổ mũi, nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng hãy dùng ngay lọ tinh dầu An Nhi nhá. Mọi người có thể đặt ngay đường link phía dưới hoặc là bấm vào đường link trong phần tiểu sử để em Hạnh tư vấn chi tiết hơn nhá.